thằng bé, hắn là giáo viên, hắn là đảng quỹ của quân đảng, hắn là thằng trình báo, mà hắn lấy cái cô vợ như vậy là đoàn viên của mình, thế nên thả súng ở đây mình giải phóng thả chúng chết nè, mà không bao giờ là hắn ngủ nhà. Nhân cái bữa hôm nay hắn cứ vậy cơ sở bố lên, bố lên như là thằng ấy là hắn cứ vậy, thế là bốn ràng đêm nay cứ vậy hắn phải đồng phạm. Hầu như anh Trung là bí thư quyền quỹ tỉnh riêng, tôi bố bạn họ nói cơ hội rồi đó sao nghĩ, tôi đi sáng mà anh tôi sao nghĩ, thì anh tính rằng cho tôi V12 cho tôi đường sắt với địa phương nhận luôn đi chúng mày, ông không chắc à, chắc thì xuống cái ngôi nhà thì tôi là tôi không biết hắn, mà biết hắn đi chung chung vô anh có phải anh thấy không, anh thấy giờ phải anh bước cái bò bước không được đứng đâu đi cứ có chung không chung như chúng ta kia, tôi muốn tất cả các đồng chí bình tĩnh ở ngoài nghi ngạc vì dân lòng quá xúc động, khi bảo là tôi thừa ý nghĩa ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng của quyền Tổng Kỳ về bắt anh đi cơ tạo, khi bảo vệ lấy đồ hết tôi đi bao nhiêu, tôi nói đi 6 tháng trở lại sớm hay mau là do anh đấy, chú hầu nước của nó như vậy bận đùa mỏng anh dễ thương lắm à, bảo là bắt chạy bắt anh thôi chứ anh khá dùm trong thứ đó, tôi nói không được tôi bán được, việc là việc của anh không việc của chị à. Cái sao giờ chẳng đi đi tôi dặn cha mẹ với vợ nè, anh em tôi ra như vậy cứ 45 phút là lo lắng ngay nếu vì cận bắt chồng rồi chưa rồi cái hồng sống vào khánh cũng bán mình chạy đâu à. Rồi về tôi nói thật với tôi về thì dẫn về thông tư của xã Kỳ Thịnh, tôi với nếu với đậu công tác Kỳ Lý á cho tôi với cà phê, tôi khổ luôn biết đến sáng luôn, tôi nói tôi đi mơ tình huống mà hắn có còn ra chỉ lấy chứ biết tạo chỉ lấy được tôi không biết tạo, tôi thấy sang xuôi sang cái tôi vô gia động đó phải lấy, tôi nói này địch càng đưa anh xuống dưới công sự nghe bảo vệ đàng hoàng, đưa xuống hầm bí mật bảo vệ đàng hoàng, nếu mà cờ loạn còn bị trừ máu, trừ trường hợp mà phản động phản đấu phản cận lại đấy thì phải bóc cổ cho chết, trang nữa lộ hàm bí mật. Rồi tôi về tôi muốn có bình thường nuôi rèn tôi muốn xịt lên cũng chặt đầu tôi cũng thèm những trình báo mà cũng thèm những cung đoạn nuôi xịt lên chắc rồi cũng chắc vì tôi muốn con này toàn là cung đoạn không con toàn là trình báo không cái tin đó đấy. Rồi cái anh tư liệu bây giờ anh cầu đó tốn giờ anh hỏi biết đến 12 giờ hay ok, rồi anh đề nghị bên trên đi thầu đánh thả chúng phá về ông địch, cái anh Trung nói này không để ta gặp thằng Khánh đã cái tôi ông cho vô liên đi tìm tôi, cái tôi nói anh Trung anh đi với tôi mà anh không được xuất hiện tôi giấu anh phía sau và trong vùng kín này anh nghe tôi á cái tôi xuống tôi lại tôi gặp tôi không muốn gì, tôi nói anh thế này tôi hôm á tôi bắt anh thấy hình ảnh tôi vợ anh quá đẹp hơn, tại sao anh không nghĩ chuyện đấy, nếu mà anh cơ thật hết thì anh sống về đoàn tụ với gia đình chế với người yêu của mình chứ, có lại đêm nay vợ anh không bao giờ ngủ được đâu, ôi trời tôi muốn theo dòng tiểu thuyết mà ôi ông tái chúng cái rầm đi cái ông khác ông mới khơi ấy tự khơi à, mà tôi thằng chúng đâu tôi biết là tôi hứa đừng từ trước tôi hứa cái vô hệ cái đống quân đoạn đi đây nhà tôi cũng nói đống quân đoạn à rồi sau đó tôi hủa luôn cái bọn tình báo nơi đây rồi cười hai bí số luôn tôi như cái rồi sao cái tôi hủa tại sao anh Tư rồi chết tôi mà hủa anh không khe ông vợ tôi có tôi sợ tôi không khe nếu như anh tôi khe sẽ mê rồi đó cái tháng lại sau đó tôi có cái con nguyên tỉnh có cái keo tôi điện cho nên như vậy là vì có nói thêm gì nữa không không à, cái ngày 20 á, tháng 4 á là năm 71 nó thiệt rồi, tôi đi tâm này, tôi đi xuống ba thằng,
tôi, Đường Quân, với lại Đức, chúng bữa ngày bản tư, chúng trên đường quốc lộ là hắn cũng còn sớm chưa qua đường được. Chú Đức nói thì cái anh Trường Sang ngay trên cái mắt anh nhái mít á, giật giật mít á, nói thiệt thầy dẫn ra anh nói thiệt. Rồi cái tôi cũng trắng ơn thôi, tôi không có gì đâu, nếu cô cầm ta cho ta trước chuyện này đâu trước tính là tôi nó được vui nó đùa để ăn uống chú thôi. Cái hè mưa túi hè mưa á mà với nó mưa trong không thăm với nó thường quan thì nó mất sốc, quan sốc không cho đi, tôi với chú Đức đi đi về vô một quỷ vô cái nhà con ra con dao con quỳnh cho tôi được lá thuốc lá thuốc rồi cũng bắn nó quăng vô hông hút hút cái hàng ngày thôi. Vừa đi ra 30 mét hướng lầm cái rầm đứng bắn tùm lum kê tạo nghiệp chưa Đức Khánh trúng phổi nhả trùng đứng lên. Cái tôi mới lấy cái thật lưng rồi là lấy cái súng ra của lỗ đất á, tôi đe vô như vậy là bắn vọt vô như vậy là trách được khe thằng của thương thằng đó. Tôi về mình đồng đội tôi của bác Bảo đó. Sao tôi cảm xúc vẫn không kể được nữa, tôi cũng nhiều cảm xúc. Phóng viên á, tôi rất nhiều câu chuyện lớn, tôi nhớ được kể. Tôi nói anh Phùng Phong một ngày, anh viết tôi bà, người tôi nói là anh viết ý chi, anh viết mình có rồi, nó có nhân ở địa phương, mình Phùng Phong cũng nói thật, nói thật. Bây giờ là có lãi trí nữa tôi nói tiếp. Một người đàn ông đã vào sinh ra tử, nhưng mà không thể kể lại những câu chuyện của mình vì những cảm xúc trào dâng. Có lẽ đấy là một cái thời kỳ mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai khi nghe câu chuyện kể cũng khó có thể đậu được lòng. Thưa bác, cháu muốn hỏi thêm là bác là đội trưởng đội công tác thì cái nhiệm vụ của đội công tác là gì ạ? Không cho tôi đối với phóng viên cứ 5-70 cứ 70 tôi đứng người nghỉ trước đây tôi ở công an. Vì công an là nam người Mỹ cho nên thưa là lãnh đạo cho nên phải chúng tôi cái về làm đạo trưởng đạo công tác vùng đông hậu đến vùng đông tôi có người Mỹ sau đây tôi với đạo trưởng đạo công tác của kỳ anh đông kỳ anh tây. Cái nhiệm vụ cái thứ nhất là xây dựng cơ sở xây dựng cơ sở để chờ ngày giải phóng lại. Cái thứ hai nữa là diệt ác phá kèm ở trong lịch để trị đầu cái đấm lớp đầu dạy nhiệm vụ chính đó. Thời gian đó như vậy là 1971 á là bắn tôi giữa thăm giao cái bờ cái anh Phạm Thăng viết là thoát hiểm đó. Là sau này lãnh đạo nói tôi là một cái thông minh đột xuất, anh ấy cho cơ sở biết là tôi còn sống, chứ cơ sở nó cháy trời. Rồi sau đó dân hổ bà con này hắn đem lưới cái không được gì hết, rồi gì hết liên quan cũng ăn mướn, rồi cũng cái một cái chuyện thằng đi bị trừng nạn để rồi nói nữa để cho phóng viên hiểu dễ hiểu thích đấy. Sau đó về báo cáo lại tình hình với anh các lãnh đạo đây là thông minh đột xuất, nếu không thì chết, thì lạnh vô là chết hả? Nước lại bên bán xuống như cầm râu chứ. Cho nên cái kết luận quan trọng nhất là lãnh đạo kết luận câu đó ra sai. Rồi sau này mấy anh bộ đội biên phòng một chú Huy đã muốn kể lại nói đây là một cái thông minh đột xuất vô trường rừng. Cảm ơn bác. Bác Trường Sơn thì có kể chuyện là tức là khi mà đến điểm hẹn thì thực ra là địch đã phục kích sẵn rồi. Và khi phát hiện ra là bị lộ thì bác đã hô to lên là hãy hỗ trợ cho tôi. Nhưng mà đồng thời thì lại quay ngược ra phía bên ngoài chứ không bay vào bờ. Vâng, tức là ra ngoài phía nước chứ không quay ra, không bay vào bờ và không bơi vào bờ. Và bọn địch thì tất nhiên nó sẽ bắn vào bờ. Cho nên là đấy cũng là một cái thoát chết trong gang tấc nhờ cái mưu trí và sáng tạo.
Bác cho em hỏi là trong cái thời gian mà, tức là trừ những lúc đi đánh nhau, rồi trừ những lúc đi tuyên truyền vận động để xây dựng cơ sở, rồi trừ những cái lúc mà diệt ác phá kềm, thì cái thời gian ngủ nghỉ của mình ấy, thì là bác ngủ ở đâu, ăn ở đâu? Thì cú thật ở đây thì em biết rồi, thì với các nhà phóng viên nha, bên ngày trong mình chỉ cất bằng đêm đi, bằng đêm đi là ở hầm bí mật, còn biết qua phải lắp bình chữ cất đi chịu nắng nắng rồi bằng đêm rồi vô cơ sở cho em thôi, chứ không có gì ăn. Bác nói là ban ngày thì lắp trên mình ở dưới cát, còn ban đêm thì đi. Em thì rất là thắc mắc là nóng như thế này, như chúng em đi thì chỉ cần bước chân trên cát hay là ra đúng ngoài cát. Như trưa nay ấy, mấy chị em ra muốn chụp biển, chụp ảnh ở biển ấy, thì đã cảm thấy là rất là nắng và rất là nghĩ là nếu như một cái thời gian nào đó thì mình sẽ bị mất nước, khô cháy dưới nắng mặt trời và không thể chịu được. Thì làm sao mà bác lại có thể chôn mình ở dưới cát, hay là chắc nó cũng phải là một cái chỗ dưới bóng cây hoặc là như nào ạ? Rồi cái đi đây là sự thật. Vì cái thứ nhất là hầm bí mật, hầm bí mật với rồi thì vô mấy cái hầm mà phi phóng sập lên sập xuống địch không để ý, thì vừa đó là từ chân mình cấp. Ở đây là phóng quân sạch hết, không còn của vừa nữa. Cũng không vừa đúng, nhưng mà đó là sự thật của sự thật. Còn lúc cơm á thì cứ hai năm rưỡi che đồ hết rồi họ bỏ đi đó, rồi che đồ dựa vô trường nó không có ánh sáng. Đó là ở đây. Còn nếu ở bên thầy Trung Ngân có lẽ là phụng thông dẫn đi rồi. Nếu ở bên thầy Trung Ngân á thì nhiều người của tôi làm ra nấu cơm ăn được, vì dưới nước trình tôi nuôi do cái đầu mình không có chết. Vì đây là bên thầy Trung Ngân mà vì của kỳ anh cũ á, bây giờ kêu là đầm đầm đó. Kiếm cái cây bò bún xẻ đi, dìa, kia, canh ganh đi, sải khô cái rồi, nấm bóp cái ngọt để cái cầm diêm mà hồi nãy diêm tên chứ không phải diêm trừ, rồi lấy cái sâu á, rồi treo cái móc khép, rồi ấy trên cái cây từ cây này đây, rồi mà vừa mô không có vừa mới, mà vừa nào á mặt trời hướng đứng đầu á thì nấu vừa ấy, hắn không phát hiện cứu á. Mà đó cái bé sải đó truyền lên cửa tỉnh đường kia cái mà bốn năm số chứ mấy, mà hắn không thấy cứu á. Nó là cái cách vậy. Rồi nấu nước uống nữa, mà nước mới cũng uống đó, rồi ăn cũng đó, rồi xin lỗi người đi tôi lấy cũng đó, nhưng mà không bị chết chân, lấy bi đông rồi cũng đổ nước vô treo lên riêng cũng làm rửa trời. Sang rồi cái là hốc hết cái thân đi, ủ xuống dưới bùn, người ta hết, không để cái gì hết. Còn á, là mình vô rón gì, mặt thì cho trời. Ha, trục sang đi qua, trục xuống, lấy cỏ đắp lên. Mà đi không biết đi á, thì hắn sụp xuống cái đục quài, cái đúng luôn. Phải đập cái chân lên cái bụi sải này, rồi cái chân đi bước lên bụi sải kia rứa là không phục, chừng không rứa là sụp, mẫn sụp coi là lét khô xuống luôn. Rất là cảm ơn bác. Như là sáng nay thì có một bác trong khi nói chuyện này thì bác có nói là nếu mà kể chuyện về làng chiến đấu và kể chuyện về những năm tháng đã qua thì cả ngày cũng không hết chuyện. Có lẽ những câu chuyện mà bác Trường Sơn vừa kể cũng đồng thời là những kỷ niệm, những cái dấu ấn sâu sắc của bác, và nó cũng là những cái điển hình trong cái cuộc đời hoạt động của bác. Và không giống như những người trai tráng thanh niên của miền Bắc khi tòng quân để vào miền Nam, những người dân ở đây họ đến với cuộc chiến tranh trước khi giác ngộ cách mạng, và họ để trả thù nhà trước khi đền nợ nước. Đó là điều mà tôi ngộ ra được trong những ngày ở với Tam Kỳ, với Núi Thành và với Quế Sơn này. Câu chuyện trước đây nhắc đến là một thời bi thương, một thời oai hùng. Và bây giờ thì cháu muốn hỏi bác về câu chuyện ngày nay, về một làng tỉnh thủy đổi mới và phát triển. Thưa bác,
So với Tỉnh Thủy thì trước đây cháu biết cái ngôi làng mà mình đang ở bây giờ dợp bóng cây và những cái đường đi trong làng bằng bê tông, thì cái làng cũ của mình đã từng là bị phá trắng và mình đã phải chuyển cả cái làng ra một cái vùng đất cát để cho không có cây cối, để cho chính quyền cũ ấy quản lý được, tát nước để cho cá chết. Và bây giờ thì hòa bình lập lại, chúng ta quay trở về đây. Và khi bây giờ cháu đến đây thì cháu thấy là một cái ngôi làng gồm chưa giàu có, nhưng mà một cái làng chài nhỏ, nhưng mà đều là những cái nhà tường xây và mái ngói, đôi nhà cũng một cái tỷ lệ đáng kể đấy, là nhà 2 tầng và đường bê tông thì rất khang trang sạch sẽ. Vào trong nhà thì thấy đa phần là gia đình đều dùng bếp ga và nhà vệ sinh tự hoại, thì cháu nghĩ rằng đó cũng là một cái đổi mới. Thì thưa bác, cuộc sống của bà con ở đây bác thấy như thế nào? Chắc tôi xin phép phương quyền tôi thêm nước thêm một ý cái rồi tôi sẽ nói lại cái này. Sau khi cuối tháng 8 năm 1973 tôi bị thương nhiều lần quá rồi đi bác. Thế tôi được như vậy là nhiều nơi mà tôi kể chuyện chiến đấu, kể cái chuyện đánh cũng như bà lại đó, có chết cả bị thương 47 tên. Tôi nói trong 2 tiếng hồ, nhưng mà tôi nhiều ông ấy bảo tôi phải lấy giấy rồi gạch đầu vàng viết chuẩn bị đồng quan, tôi không còn thứ rồi có ông ấy tôi chủ quan, tôi nói ông chuẩn bị trước họ đánh giá ông là không có, tôi lấy một cái giấy thuốc đi cái này, cái tôi gạch đầu vàng tôi nói 2 tiếng hồ là sao. Cho nên cứ phấn khởi cái nước đó là sự thật, người thật. Rồi bây giờ nếu cái ý của cô á, nó thật ra cho tôi nói thật là nếu không có đảng không có chế độ bữa nay không có được nữa, nó thật nữa. Cái thứ nhất là đường này, thứ hai là trường trọng, rồi đường bê tông tất cả thôi, không có chân, chỉ có chế độ nữa có thôi. Mà ở đó mình nói cháu chế độ đi trước mặt tôi trắng lắm đi, tôi bảo vệ chế độ đi. Còn nếu đâu có quá khứ á, tôi có đặc biệt cái là nếu quá khứ là nước mắt tôi chảy vì đồng đội đồng chí chế thấy cho tôi chú một trăm, nếu tôi bọc mà tôi cũng đi thấy có được cái rồi nó thật, mà tôi đâu dân cũng tôi đâu, vì tôi còn sống được, tôi có trách nhiệm với dân được, nếu không thì của các e nó gửi cho bà nên địa sĩ đâu và ông nói địa sĩ đâu, cho nên chúng tôi là những người còn sống, là nhân chứng sống để trả ơn lại cho quá khứ, cho các đồng đội chỉ đó cho tôi chứng. Vâng, rất là cảm ơn bác. Nhân câu chuyện về quá khứ và hiện tại thì cháu cũng muốn hỏi bác, trong cái thời gian ở đây thì bác bị bắt quân dịch từ năm 1961 và đến năm 63 thì bác đào ngũ, như vậy là cũng có tới ít nhất là gần 3 năm ở trong quân ngũ của phía bên kia. Thì cháu được biết là những người mà đi lính Cộng Hòa thì cuộc sống là, tức là cái đối với gia đình thì là được ưu ái, bản thân thì cũng có những cái đãi ngộ rất là đặc biệt và có lương. Vậy tại sao bác lại bỏ cái, tức là tất nhiên lúc ban đầu bác có nói về truyền thống của gia đình và cái ý muốn của cơ quan, của cái ý muốn là tình yêu quê hương và gọi là tiếng gọi của trái tim, nhưng mà cháu cũng muốn là trong con người ta thì ai cũng muốn được sướng, tức là không ai muốn là mang những cái nỗi khổ sở vào mình. Thì khi mà như bác vừa kể ấy, khi mà quay trở về đi theo cách mạng, đi theo những người cộng sản thì phải nằm vùi dưới cát, phải ăn uống khổ sở, cái chết cận kề. Còn ví dụ như là khi bác đi lính Cộng Hòa thì trừ những cuộc hành quân ra thì không phải đi, nhưng ở đây mà về đội công tác thì sẽ rất là liên miên tùm giặc mà đánh. Như cháu đã tiếp xúc với các cái bác du kích thì cháu biết. Thì là cháu muốn hỏi bác là tại sao bác lại chọn một cái chỗ khổ, và khi mà bác đã chọn cái chỗ khổ rồi, trong quá trình nó khổ như vậy, nó nguy hiểm như vậy, có lúc nào bác thấy ân hận hay không, thưa bác? Thưa các nhà phóng viên ấy, câu hỏi đó đúng. Cái vinh dự lớn nhất của tôi là tôi đã chọn đúng vị trí, đúng vị trí. Lý do tại sao là giặc Tàu thì hàng ngàn năm, giặc Pháp 80 năm, không có con đường nào hết, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Bác Hồ. Cho nên xác định phải đi Tây Bắc, Tây Đảng mới làm được cái chuyện đấy. Cộng với cái hận thù của gia đình, quê hương gần mặt, thì biến sức mạnh nhân lên gấp bội lần, không có thể trách.
ví dụ đồng chí cũng phải trách chứ, tôi cũng phải trách chứ, mà trách như thế nào? Tôi thôi, chính cái đó là một cái sức mạnh tổng hợp để tôi lập trường. Tôi muốn nhiều lúc á, tôi thôi tôi xin kể lại cái câu chuyện riêng. Đi ba anh em mà sống dưỡng lạnh quá mèo, mà đâu quá nữa, những cộng chuyện trách lại tôi trong đồng á, tôi lạnh quá tôi không được. Nước cũng có uống nữa, uống chỉ uống xong thôi. Là nhà ông Hùng Phương ở trong đồng á, các cây ớt xin tôi cũng quê một nhóm này nè, ăn cây quê trời tôi cũng già quá, ăn vô dài cây xuống mấy này nó khêu quất mà luôn chữ luôn, thì mấy đứa nó múc nước cho tôi uống rồi lần lần phải đi thế. Đúng rồi, không phải trái thời tiết nóng quá trái tiền gì nữa ông đó là, nhưng mà cũng vì xác định đã về vùng đông này trách thôi chứ không là trách vì đang lập mọn cho cột đó. Nếu gì đồng đồng chí tôi trách thật trân nữa, không còn mấy người chúng ta tôi có phiền tạm không có người cuối cùng trách trân đi ba về rồi đi gì một có khi gì mình trúng hả, mà tôi cứ mọn tôi vùng nó thì cũng lớn, nhiều lúc tôi đi trước bực quá tôi trước vì anh em. À, tôi, rồi những lúc tôi đi sau là hắn xuống trách, mà tôi đi trước là hắn đi sau trách, ai tôi muốn dựa xuống, lúc thì người hình như có nhân hộ tôi đang nó cũng việc rồi, cho nên tôi vẫn cảm ơn hắn. Nhưng mà tôi nói lại cái chuyện mà hắn bán tôi vào xong đó, nếu bữa tôi làm dưới hầm bí mật tôi thấy rồi, tôi nói có tôi cho mình trách rồi, thế thôi, mà y xì túi ra gặp nữa đó, nên là có nhân mách bổ, trả chở cho mình. Bảo mình phải thông minh một chút chứ mà anh nói chờ số mận là bán rương lậu dưới là bán bể đầu chứ còn gì nữa. Thôi xin thấy chị, nếu có dịp phóng viên ở lại nữa tôi mời về nhà rồi cùng ăn cơm với gia đình rồi tôi nhớ chị tôi nữa đấy. Dạ, được không? Dạ được, nhưng bác vẫn phải cho em hỏi tiếp ạ. Dạ. Qua câu chuyện của bác thì em thấy trong cái bài giải phóng Việt, giải phóng miền Nam ấy, có một cái câu là lòng hận thù ngút trời. Thì có lẽ là đến đây em mới cảm nhận được là cái câu nói đấy nó không quá một chút nào. Và em cũng muốn hỏi bác là với một cái lòng hận thù như vậy, và bác đã chiến đấu rất là can trường, hầu như không còn tính đến cái sống chết của bản thân mình, mà cũng như bác giải thích là có quý nhân phù trợ mà mình còn được sống đến ngày nay. Thì sau khi hòa bình thống nhất, nhà nước, đảng có chủ trương là hòa hợp dân tộc, thì bác đã hóa giải cái mối thù đó trong lòng mình, cá nhân bác như thế nào khi mà mình vẫn sống ở trong làng quê này với những cái người từng là gây nên những cái nỗi đau thương của đồng bào ta, thưa bác? Thì đưa phóng viên phóng viên vừa tôi trả lời, vì đảng mình là đảng cầm quyền và đảng nhân đạo, người Việt Nam cũng nhân đạo. Tôi về tôi có gặp nó như vậy, chúng tôi là những người chiến thắng, không có chiến bại. Mà nếu có anh chiến thắng thì tôi không còn nữa. Thế thôi. Cô biết không, trước giải phóng như vậy là ở đây hắn chuẩn bị 150 cái bao để thả những số cơ sở của cách mạng thả xong. Cái nào? Đó là về kịp thời phúc đức ở quê đi. Cái quyền những này có không có. Kinh, mỗi cái giả mà cô đã bảo như thế. Thế rồi thấy, đó là sự thật. Còn cô hủ chay thì cứ hủ hết rồi, tôi cũng muốn không giữ gì tiêu gần đây đâu. Hai cháu tôi muốn luôn cái đi nghe. Những đêm khổ, những đêm khó khăn khổ. Đồng đội tôi, anh em tôi nói thôi như thế này, cho tôi sống đến ngày bình minh rồi tôi trách cũng được. Bây giờ tôi sống tới 42 năm rồi thì tôi không thể trách nữa. Tôi đi hồi nói nữa, đây là tâm niệm của tôi đối với đồng đội tôi. Mà bây giờ tôi muốn ở đây có mấy bác, mấy anh, mấy chị đây, tôi ngủ bọn tôi có nhiều đứa không rủ tôi đi, ông sống nhiều quá đâu, không tôi muốn thật tôi nghe. Rồi có đứa này trần nhiều sản bướm hơn bướm lắm, để chồng nó lại đi. Rồi hắn muốn lại dưới nước cũng muốn những người bướm đó. Ông bò nó là trần đang âm đấy. Tôi nói thiệt chứ không phải tôi nói lắm, mà tôi nghĩ tôi thấy hồi đấy. Đây có lẽ là đúng là một cái hiện tượng của ảo ảnh chiến tranh. Dạ. Cháu vẫn muốn hỏi bác là bây giờ trong cái cuộc sống mà tình làng nghĩa xóm bây giờ ấy, thì là tồn tại cả những thân nhân
và bản thân của những người từ hai phía từng là đối súng với nhau, thì bây giờ làng quê mình cái cuộc sống giữa những người từng là hai bên đấy có ổn không? Cái này là thể hiện Bác Hồ nói rồi, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khớt giống cùng chung một dòng Việt Nam 54 dân tộc hôm nay. Bây giờ có những người có công họ cũng bực nghe, hướng đi lính quỷ với dưỡng tắc bây giờ phải nuôi hán đó. Cái đây là cái nhân đạo của đảng nhà nước mình, thế tôi trả lời rửa đúng ý chứ không có định kiến gì hết, để tạo sức mạnh xây dựng quê hương. Có nghĩa là cuộc sống ở làng mình bây giờ ấy là không còn cái hai phía? Không còn. Dạ. Cháu cho tôi nói luôn. Dạ. Vì quan điểm mà nói có nhưng không xuất hiện. Tức là dằn lòng ấy ạ. Vâng. Dạ. Ở trong câu chuyện bác vừa nói cháu có nghe thấy cái từ là thương tật, là sao bác giải thích? Thương tật là thương tật của Ngụy á, chiến đấu cho Ngụy. Vì vì cục chân, cục tay thế kia, vì cũng vẫn có chế độ thống mấy trăm. Nhà nước có chế độ à? À vâng, người nói tôi nói ý nữa. Bác có thể nói cụ thể hơn được không về cái chính sách thương tật đấy của nhà nước ta đối với những người lính phía bên kia mà bây giờ hiện đang sống ở làng mình? Nếu những người lính ở bên kia mà sống ở làng mình á, cũng có quan việc vào ngay. Từ những người như vậy thương tật, kia còn không thương tật thôi. Rồi nhà nước cũng cho tiền vai, rồi sám cái ni cứ khóc cũng quăng quần. Nhưng mà ớt có rồi hắn cũng cháy trần hết. Còn thấy cháu vì giết người mới. Cháu vẫn chưa hiểu, tức là nhà nước mình là cấp một cái trợ cấp hàng tháng hay như thế nào cho họ? Hàng tháng, dạ. Tháng 200-300 gì đó. Nó mấy người bị thương cái cục chân người này. Dạ. Tức là có một cái hỗ trợ. Còn đó, cái chế độ chính sách mà cho những cái người cao tuổi thì họ có được không ạ? Có. Dạ. Tôi cũng đồng cụ tuổi đây. Vâng, bác thì cao tuổi thì được thì đúng rồi. Dạ. Nhưng mà còn những cái người lính ngụy cũ ấy thì họ... Có ai, vì cái chung... À, dạ. Nếu như họ mừng thọ này, họ đến tuổi như vậy, 70 mừng thọ này, 75 mừng thọ này, dạ. Ngon lành lắm chứ. Dạ. Rồi thuốc nè, thuốc bổ uống cỏ thoáng chứ. Dạ. Rồi không thì mấy trăm ngàn đi gia đình bù dưỡng với cái bàn mừng thọ quá ngon rồi, chỉ có chế độ này chứ không có chế độ ngon được. Dạ. Thực tại còn nếu như gia đình họ mà thuộc vào diện gọi là hộ nghèo ấy thì cũng có được cái chính sách hộ nghèo? Vẫn được. Đây là nhân đạo của đảng, là từ tranh chúng tôi xuống nơi nào cũng hết hả? Có nghĩa là không có một sự phân biệt nào ạ? Không có sự phân biệt nào. Vâng, rất cách để xây dựng quê hương đất nước. Vâng, rất cảm ơn bác, nhưng mà cháu còn một câu cuối cùng muốn hỏi bác.